Voice died on August 31st, sun rising from the sea. Sun rising from the sea is a very beautiful. And then after fishing, sailed to the homeland and far away, the ocean is very wide. And usually in summer season, the fishermen avoid the heating, the sunlight, and they decided to go afternoon. They sailed for fishing to the far away, about 1 or 2 hour distance. It means about 30 kilometer from away the branch area. And then they have a fishing basket, and they have a fishing basket, and then they catch the crabs, and then the crabs are much profitable if they have a lot. And they usually doing about 30, more than 30 lines, with each line has about 70 fish cans. And then the almost 30 and 70 fish cans, it means about 2,000 or 3,000 fish cans they harvesting from the ocean, and they change it. They catch crab and then they change the bait for again day by day and same routine. So it's a little bit hard work. And then after finishing early in the morning and then nighttime, they came back from the port. When they came back, and then it was dark and then a little bit bright morning. And then in the end, in the east side of the mountain, the sun lights brightly, especially the early autumn, the clear sky in west side of Korea, and then they can see the sunlight is very beautiful, very bright, and then it's a very big the sun over the mountains. So, and then I had experience in doing fishing with my brothers, and then about 2 or 3 years, and then this year, I focus on my job, and then one of my brother or one of my and then and crew member in fishing gear, and then fishing boat, and he uploaded a photo on Facebook. And then I asked him to give some videos to upload my YouTube channel. Then I got some from, and then I uploaded that. And decided to talk about the sun rising from the sea. It was beautiful. And then even I have a shot of the sun rising from the sea on the boat. And then which came back from the fishing, and then it was a very beautiful morning. So yeah, AI, I can ask one question about the feeling. AI, how can we feel when I come back after fishing to the landing, when we see sun rising, rising sun from the mountain? AI, how can we feel when I come back after fishing to the homeland, when we see rising sun from the mountain, over the mountain? So can you describe the feeling as a fisherman and then in literature? Thank you for this, Olia.
On August the 31st, I experienced something truly special. The sun rising from the sea, the sight of the sun slowly moving from the horizon is breathtaking, especially when you are out at sea. After a night of fishing, the quiet ocean feels almost magical as the sky begins to glow with light. In the summer, fishermen often avoid the heat of the day, and so they decide to head out in the afternoon. They usually travel about 30 kilometers from the shore, around 1 or 2 hours by boat, to reach their fishing grounds. Once there, they cast their line, each holding around 7 hooks, and with multiple lines in the water, they can catch hundreds or even thousands of fish. A good haul might yield 2,000 or 3,000 fish, which are carefully stored in basket on a boat. And fishing is a tough job, requiring patience and thirsty. They head back in the early morning after a long night's work, and by the time they return, the darkness of night is fading and the sky is rising. One of the most beautiful moments comes as they approach the shore. The eastern sky glows with the first rays of the sunlight, especially in autumn. When the sky is open clear, the sun rises slowly over the mountains and its innermost, bright and awe-inspiring. I've spent 2 or 3 years fishing with my brothers, and I've seen this scene many times. It's a memory that stays with me. And I remember one particular trip where we returned at dawn, and the sunlight was so stunning that I captured it on video to share on YouTube. There's something about being on a boat after a long night of fishing and witness the birth of a new day that touches the soul. And it's a true question, how can we feel when coming back from fishing, seeing the sunlight from the mountain? As a fisherman, when you return to shore after hours of hard work at sea, and you see the sun rising over the mountain, the feeling is indescribable. There is a deep sense of peace and satisfaction. It's as if the world is rewarding your hard work with this beautiful display of light and color. The ocean, which had been so dark and mysterious through the night, becomes calm and illuminated by the morning sun. You feel a profound connection to nature and a sense of gratitude for having experienced something so pure. It's a moment of serenity after the intensity of the night's work, and it reminds you of the beauty of the simple things in life, like the sunrise, the sea, and the quiet moments of reflection before returning home. Answer the question too. How can I describe the feeling of witnessing the sunrise as a fisherman in a more literal way? Imagine this: after the toll of a long night at sea, the boat locks gently on the calm water as it heads toward the shore. The air is crisp, filled with the scent of salt and fish, and the faint glow of dawn, and spread across the horizon. The ocean was spiced and dark, begins to simmer under the light of sunlight, and slowly the mountains in the distance and bathed in a warm golden hue. The sun, like a fiery arrow, rises higher, casting long rays that dance on the water surface. In a moment, all exhaustion fades, replaced by a sense of wonder and renewal. The beauty of the morning feels like a reward for a night's labor. You feel small in the presence of something so grand, yet also deeply connected to the world around you. There is a quiet satisfaction knowing that you worked hard, and now nature is offering you a moment of stillness and beauty. It's a feeling of peace, equipment, and belonging, is one that only those who have spent time on the see fully understand. Yon ban sung do, ngay ba mươi một tháng tám, tôi đã trải qua mô hoạt.
thực sự đặc biệt nên là mặt trời một chữ duyên thế nên mặt trời từ nhỏ lên khỏi chúng sanh rồi đó là ngõ mức đắc về thì con đang ổ ngồi thôi sau mô đường cao ca đại chúng nghe thiện khiến bảo chơi đang sang lần cam sạch mưa hồ thác mở vào mùa hè người gian sông sang cài ngõ ngại cách đầu văn ngại vì vậy hồ quá trình là hồi vào cuối trường hồ xuống đi hồ 30 km tứ hồ lên mặt hồ mặt trên phải rồi về sửa bàn xoèn về bên vung tay cả ý đen nổi hồ xả như dài cõi môi dài cổ quang ba mùi lôi kháo bà vui những dài sóng nước hồ cổ thế bắt hàng trăm tầm chi hàng nghìn cùng các mô mè thật tức cổ thể từ tức hai nhân hoặc ba niệm phật được cắt trừ các thành giống dù chân thảo nhẹ tan cả là không ghét gian khổ đối hồi sự kiện nhân bà vẫn như gian quái về bao sàng sông sau mùa đèn lăn bếp dài bà khi khổ so về vùng đèn đang răng thân biển và bao trời và tôn sản mùa sông nước hồn khắc thế đây là kỳ hồ chuyển cán bộ bao sợi phèo tùng của sáng vội những chiếc sáng đảo trên qua mắt rồi đặc biệt vào mùa từ khi bao rồi sương trong sáng mắt rồi từ tứ nhỏ lân trần dài núi nổ tổ lông và rơi lời tôi đã trải qua hai hốc cả năm thì cao cả hương khắc anh em quần và tôi đã tai căn này như là tôi là một ký ức tương lai trong ruộng thả thổi tôi nhớ một chuyện đi mà xuống rồi quay về lúc chính mình và căn mắt rồi mục tiếp đến mục thôi đã quay vì giờ chia sẻ lần nữa trước tôi dự trị đôi kỳ văn ở dân chuyện sau một đến giải đan cá và xung thiện mô ngài mô vật tạo các sư chẳng đền tâm hương ra lời cả hôi mộ à tâm sắc như thế nào khi sổ về thì viên đồng bà niên tài mà trôi một chân nữa là đức như giảng kỳ văn trồ vé vô sầu người diệu là đúng ngồi phổ và niên tài mặt trời mặt trời mặt trời một chân dài nữa cảm giác tật khổ thật có một số thân thân sầu lặng đau sự thua mình giống như thế giới càng xuống rồi không biết bắt bà qua ban càng ban càng xuống đẹp thế này đại dùng sức tổ đen thôi và huyện đi số tiền số nền nhân bình và sang rút rồi ăn mất rồi với sáng bàn cam tài một sự kiện nổi sâu sắc vui thiên nhiên và một dòng viết ông vị đại giai của như dự đồ chính kết nữ vai đó là phong khắc của sự chiến lặng sau khi làm việc mệt mỏi và nó nhắc nó bắn về bê đất của những chữ dài di rộng à, cuộc sống như mắt rồi mốc đèn cả và những khu dài sư trì xuất khi sổ về nhà trả lối cả hối hại làm thế nào để miêu tả cảm giác những thai mắt rồi mốc trồi cốc nhìn của mốc người đang trở lối văn học.
Hi, Sung Tong. Can I sao mô đèn dài lắm bẹt chân viên? Chuyên tư chú làm như chân mắt nước yên tình khi tiền bề phía bộ không chỉ mắt mẹ mùi mặn và các vụ lên trường không giả. Và ánh sáng mô nhất quả mình mình trái lòng chân dung sang trời đại dung chung lòng lòng và tôi tâm bắt đầu dập lăn dưới ánh sáng của mặt trời đang mốc dần dần những dòng núi ở đằng xa ngập sáng sông sắc bằng áp áp mặt trời giống như một quả cầu lửa nhỏ vào hồn của giác nâng chia sáng trái này mở trên mặt nước trong quán các đồ thắt phát phát mất môi thân ven tài vào đồ là cảm giác kỳ như bao hồ hồ sinh bề đất của vui sáng dường như một phần chung cho công việc lao động trong đêm bạn cảm tải nhỏ là sức từ trình độ các vị đại những cùng căn nhà đức sự kết nối sâu sắc với em thế rồi xung quanh tôi là một cảm giác kinh nghiệm mong nguyện mà tâm thức khi muốn ngài đã sai quả tôi sẽ dần quên với đức sự sử dụng sống